chứ đậu lại vô ngoài mất sức dữ lắm. Úp chính xác. Uống nước nữa. Tức mà khi mà đi càng lâu thì sẽ càng mất sức. Bây giờ tới hoa hậu Leo. Nó thực sự những cái này á, ai mà nhỏ con thì nó dễ hơn. Chân nó dài em Thành, em hiểu không? Nó vắt qua vắt lại thì đôi khi nó lại vướng nữa. Chứ không phải là thấy là chân dài lẻ leo nữa. Không đủ rồi, đủ rồi đó. Rớt. Với lại viên bự nữa, nó nặng hiểu không? Nặng. Cái sức dưới nó nặng. Đó. Cứ mà ra ai mà cứ nằm trên dây lâu khoảng trên khoảng 15 giây là rớt. Rớt luôn nữa là leo. Xuống luôn. Mà dài kia không? Không ướt tóc luôn á, không ướt được tới đầu. Em hiểu không? Cao quá. À. Đây là bản điểm của ngày thứ mọi con bạn vậy cho chị Nhi là lên đầu bảng cho em có tự hào khi có một người chị như chị không hả? Không, em bị mắc cỡ nãy giờ, nói rồi, cảm giác bị mắc cỡ mà. Đây là cái trải nghiệm mà chị thích nhất nè. Bạn xuống súng thì bắn em đúng không? Bắn đã là bắn xuống lắm nhưng mà vẫn ù nhá, ù chứ. Ủa ù chứ, cái súng nào nổ ra nó cũng ù á. Tụi em bắn bia chứ không có lượt bắn kiểu như mục tiêu kiểu này. Tại vì nếu mà bắn, tức là đen là khủng bố, còn trắng là con tin, bắn trúng con tin là bị dự điểm. Có ông nhắm mà ta. Bị bắn mà một cái hai con trúng là bị tâm lý liền. Đúng không? Khá là. Khá là. Là xong rồi hả chị? Chưa, bắn tới 24 viên rồi. Khẩu súng nó bị cái đường hướng bắn nó bị lệch á. Súng rồi em sao ta? Đó. Tốt quá. Thở cũng thấy cưng. Đó. Cái cục ba mục tiêu này rất là khó, xa hơn. Bắt đầu bắn. Đưa mục tiêu. Cái chỗ kia mình có cái chỗ tựa. Ừ. Hiểu không? Giữa nắng. Hoa mắt hay không? Hoa mắt. Hoa mắt. Nãy giờ hoa mắt rồi. Đó. Nó đẹp. Được bắn lại hả? Ủa sao được ưu tiên vậy? À, Vân được bắn lại tại khúc đầu nhớ không? Vân bắn 6 viên không ấy gì á, đó. Giờ tới chị hả? Bắt đầu chị ù lỗ tai đó. Đứng chưa rồi. Chị không nghe gì nữa rồi. Để ông lỗ tai rồi chứ ạ. Mấy viên rồi? Chị bắn mấy viên rồi? 2 viên hả? 2 viên rồi. Ồ, bắt đầu có cảm giác rồi đó. Cái này thì mới khó hơn. Tại nó chen chen thấy không? Nó khó gì nữa. Khó quá vậy. Ờ nghe chưa? Chị cảm thấy chị có năng khiếu về quân đội lắm. Ủa vậy Thành, em phải coi cho hết chứ Thành. Cái này hình như là... Ủa này thiệt hả? Hay là giỡn? Giỡn cái gì? Thành tích là phải ấy chứ dựng cái gì? Tôi rất nghi là dựng cho mọi người. Chứ sao mà hay vậy? Trời ơi, chỉnh súng nữa giống như cái súng nó quen thuộc với chị lắm hả chị? Ừ kìa, chỉnh... Ừ, đấy là mình học cơ chế đó không? Chị... Hồi xưa lúc mà chị là đàn ông đó. Anh nghĩ là chị cái đâu phải đi làm nghệ sĩ thôi. Chị là phải vô bộ đội. Làm chiến sĩ hả? Đội làm chiến sĩ. Rồi, lên bắn thêm hai cái nữa nè. Ủa là ví dụ như ông em nghĩ là nếu chị bắn tốt vậy nha là đội quân đội phải giữ chị lại trong trại luôn chứ sao cho thả chị về vậy? Nhưng chị không phải là người bắn tốt nhất. Ghê vậy. Vẫn còn một con quái vật khác hả? Và người bắn tốt nhất em sẽ hoàn toàn bất ngờ. Em đoán là ai? À, cái người sẽ bắn tốt nhất là Nhi. Diệu Nhi. Đúng không? Hai lần trước bà xuống bà khóc. Khóc quá chị khóc luôn. Dễ thương quá. Dễ thương. Tại vì á gì nè, Yến bị một cái ám ảnh về súng. Tức là sao? Yến có một lần đi lưu diễn nước ngoài và chứng kiến xả súng ở nước ngoài. Em hiểu không? Tức là vừa đi ngang vừa đi với người chiếc xe hơi là sau lưng quay qua một cái thấy xả súng. Cái nên bị ám ảnh, rất ám ảnh.
đúng là trong cái này có những cái mà khi mà mình nỗi sợ đó, tức như Yến là đối diện cái nỗi sợ và phải vượt qua cái nỗi sợ đó đó. Nói bây giờ thì action mình thì mới biết chứ không đâu có biết đâu. Đúng rồi, tôi phải lái máy tâm lý hơn cả chị luôn, thấy không? Là bây giờ giỡn giỡn mà đưa ngắm vô là dính chứ. Đó, bây giờ tới mục tiêu 2 là ném ném lên như đó không? Và Yến bạn đang xuất sắc. Sao hay quá vậy ta, mấy người này hay quá vậy ta. Ghê chưa? Bây giờ em thấy con gái nghệ sĩ mình sao mà cái đó đâu, cái này đâu phải là bán ăn hên nữa mà là tiếp bán mới hay ghê chứ. Không ạ, tức là cảm giác thôi. Em phải biết gì nè, tức là chị được chị đọc á, chị tìm hiểu á, thực sự là con gái bắn rất là tỉnh táo hơn con trai á. Tức là khi mà cái cò súng mình đưa vô á, tức là mình nếu mà mình cứ rồi mình nhắm vô kiểu mình siết càng chặt là nó càng không trúng. Ừ, nó tay sẽ con, bị rung. Đúng rồi, tay con gái chỉ cần nó thèo nhẹ, tay con gái rất là mềm, thèo là dính. Và thực sự cái khẩu này thì tức là ở trong nó có cái chấm đỏ, nhưng em chỉ cần lia đúng cái chấm đỏ đúng điểm và bây giờ em bóp cò là dính. Hiểu không? Tức là mình không phải ngắm thủ công nữa, nó ngắm bằng máy luôn rồi. Đó. Nhưng quan trọng là ngắm dính hay không. Quan trọng là chị phải thở, chị đó. Phải cho giữ hơi thở nữa. Mà cái quan trọng nhất là hồi nãy cái chị nói cái lúc mà bóp cò là quan trọng nhất. Đúng, chính xác. Bóp mạnh cái súng đúng lên cái là. Ai cũng bị tâm lý cái hai cái bia này hết, là nó xa lắm. Nó đứng trơ trọi mà nó rất là xa. Đồng chí Hoàng Nguyễn. 14 mục tiêu. Ghê vậy. Là chị bắn được 12, Yến bắn được 11. Ghê chưa? Trời ơi, Diễn Nhi cũng mượn chứ bộ em. Trời ơi, Diễn Nhi leo qua cái đó, em có leo qua được đâu. Ủa mà rồi mắc cái gì mà đi tự nhiên lặp đi lặp lại cái trước. Ủa làm sao? Trời, đáng lẽ chị phải nhờ, chị phải mời Đức reaction tập này chứ ta. Đúng dù rồi sao, đó. Em cũng leo qua được. Không, em được phân nửa. Không mà phân nửa nha, em đã mắc cỡ này rồi. Đúng rồi. Vậy em nghĩ Đức mà reaction tập này thì là Đức có thể bật khóc đó chị. Bật khóc. Không phải là cái giáo viên nữa. Cao vậy, đừng có đụng xuống cho tao. Thế bao giờ chị thấy một cái màn xuất hiện nồng nầu vậy luôn. Một màn xuất hiện màu trắng. Rồi đừng có đụng xuống nha. Ghê không? Cao lắm á. Hai đồng chí này hôm bữa em gặp rồi nè. Hôm bữa tao rỉa sao được trước em gặp rồi nè. Đúng rồi. Sáu người không ai sợ độ cao hết hả? Như em là thua rồi đó. Em không dám lên luôn. Thua. Em nhìn cao hơn sợ, bị cầm lý luôn. Bị rung. Đó, thì bây giờ các đồng chí em tập được bài này. Thấy không? Còn hơi vậy trời. Tức là giỏi một cái là đu, một cái là rớt xuống vô đó luôn. Vô luôn. Vô luôn, tức là tính cái lực rất là ghê. Cái gì chị cũng xung phong, cái này chị không dám, thấy không? Hiểu không? Tại cái này nó mình cái an toàn, mình chưa biết nó làm sao á. Trời, gàn quá. Tim đập nhanh quá đi. Nhưng mà tụi chị không được, không phải là đưa cho nó xuống. Có, em đi tập một à. Đó, phải tập từng nấc chứ. Trời ơi, chưa gì mà thải lên thân thượng và lại xuống thân thượng. Đó, tâm lý chịu như vậy đó. Chịu tử thải tới thân thượng lại xuống. Đúng rồi, em tử thân thượng không á. Em chưa trèo ra nên em thấy không sợ. Lúc trèo ra thì có thể. Tức là tụi chị được dặn kỹ lắm. Cái này có như bảo hiểm mà. Có đồng chí bảo hiểm gì?